Mẹ là hình ảnh thiêng liêng, tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện, sự hy sinh và sự chăm sóc vô tận. Từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, mẹ luôn là người đồng hành gần gũi nhất, với vòng tay ấm áp và sự chở che yêu thương. Mẹ yêu thương con cái không cần điều kiện. Mọi hành động của mẹ, từ việc chăm sóc từng bữa ăn đến việc theo dõi từng bước đi của con, đều xuất phát từ trái tim tràn đầy tình yêu. Mẹ có thể hy sinh rất nhiều, từ thời gian, công sức đến những mong muốn cá nhân, chỉ để cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đằng sau mọi thành công của con, cái thường là sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Mẹ có thể không đòi hỏi, không phàn nàn, nhưng mẹ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con được học hành, được phát triển và đạt được những ước mơ của mình. Dù cuộc sống khó khăn, mẹ luôn chịu đựng, gánh vác tất cả để bảo vệ và chăm sóc cho con. Không ai trên đời này có thể bao dung và tha thứ cho những sai lầm của con nhiều như mẹ. Dù con có phạm phải những lỗi lầm lớn thế nào, mẹ luôn dang rộng vòng tay để đón nhận và tha thứ. Sự bao dung của mẹ không chỉ dừng lại ở hành động, mà còn thể hiện ở sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự trưởng thành của con.